Theo Bộ Công thương, nhu cầu tuyển dụng công chức hàng năm vào lực lượng quản lý thị trường rất lớn, từ 200 đến 300 cán bộ. Do vậy, Bộ xác định việc đào tạo là nhiệm vụ chiến lược, có đào tạo bài bản mới xây dựng được lực lượng quản lý thị trường chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại. Tại buổi tọa đàm đào tạo cử nhân đáp ứng nhu cầu xã hội do Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, đánh giá về vai trò của lực lượng quản lý thị trường, đại diện ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, được hình thành từ năm 1957, lực lượng quản lý thị trường có nhiều đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trong thời gian hình thành và phát triển, đa số cán bộ quản lý thị trường được hình thành từ các nguồn đào tạo khác nhau, làm việc theo kinh nghiệm, chưa có sự chuyên sâu, đặc biệt vẫn chưa có trường đại học nào của Việt Nam đào tạo chính quy ngành quản lý thị trường. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tổng cục Quản lý thị trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chính quy cho lực lượng quản lý thị trường. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường dự thảo chương trình và giáo trình đào tạo chính quy bậc đại học chuyên ngành quản lý thị trường. Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho việc bổ sung, hoàn thiện nhu cầu đào tạo, yêu cầu nghề nghiệp, chương trình đào tạo, từ đó hoàn thiện khung chương trình đào tạo cũng như chuẩn đầu ra đáp ứng được nhu cầu xã hội đối với các cử nhân ngành quản lý thị trường trong tương lai.